Thưa quý vị, mỗi ngày thành phố đều ghi nhận các ca mắc mới COVID-19. Song bên cạnh đó, từ ngày 25 tháng 8 cho đến nay, ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng đã có hàng trăm bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện. Đây là tín hiệu tích cực cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Sáng nay ngày 6 tháng 9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện 4 bệnh nhân, lần lượt trú tại huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà và quận Hải Châu. Hiện các bệnh nhân đều có tình trạng sức khỏe ổn định và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong 3 lần liên tiếp vào các ngày gần đây nhất. Trong đó có bệnh nhân 68 tuổi và bệnh nền suy thận. Sau khi về nhà, các bệnh nhân tiếp tục theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Vô đến trong đây là thời gian mấy ngày đó, nó đã đỡ rất là nhiều. Nên cũng cảm ơn rất nhiều bệnh viện, bác sĩ, rồi y bác sĩ ở đây đã hết lòng giúp đỡ mọi người dân ở đây. Vô ngày 14 tháng 8, cả nhà mình luôn, 4 người luôn đó. Nhưng mà ba với nhỏ thì ra rồi, còn mình với bé thì ra sao. Rất cảm ơn các y bác sĩ ở đây, rất nhiệt tình, chăm sóc bệnh nhân rất là chu đáo. Hiện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng còn đang điều trị 82 ca, trong đó có 61 ca bệnh nặng. Các nhân viên y tế thay phiên chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân nặng, đồng thời liên tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân thông qua camera giám sát. Cũng trong ngày hôm nay, Bệnh viện Dã Chiến tại khu ký túc xá phía Tây thành phố cũng cho xuất viện 84 ca. Như vậy, tính từ ngày 25 tháng 8 đến nay, các cơ sở y tế đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Dã Chiến tại khu ký túc xá phía Tây thành phố và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, đã cho hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện, trong đó có nhiều ca bệnh có tiên lượng nặng.